là loại cây ăn quả quen thuộc của làng quê Việt Nam. Mít có mùi vị thơm ngon hấp dẫn, được nhiều người yêu thích. Mít còn là nguyên liệu chế biến được nhiều món ăn vặt vô cùng hấp dẫn. Hôm nay, Mộc Miên YouTube Channel sẽ cùng các bạn vào bếp và làm món mít chiên giòn nhé. Nguyên liệu chuẩn bị: mít chín đã tách hạt, bạn chọn muối to và ngon nhé. Bột mì đa dụng, bột chiên giòn, bột nước cốt dừa, trứng gà và muối. Mít dùng để chiên nên dùng mít thái, chọn mít vừa chín tới để khi chiên mít không bị quá nhừ và ngọt. Trước khi chiên, dùng dao tách muối mít làm đôi và bỏ hạt, không nên cắt mít thành các miếng nhỏ để tránh mít bị vụn. Cho hết phần bột mì và bột chiên giòn vào một cái tô lớn. Tiếp theo là cho bột nước cốt dừa, sau đó đập trứng gà vào, cho muối vào rồi trộn đều hỗn hợp. Cho thêm nước lọc vào, sau đó tiếp tục đánh cho đến khi hỗn hợp sệt rồi để yên cho bột nghỉ khoảng 10 đến 15 phút. Bắt nồi lên bếp và cho lượng dầu sao cho đủ ngập miếng mít là được. Đợi dầu sôi rồi cho từng miếng mít đã nhúng bột vào chiên. Bạn canh cho miếng mít ngả vàng đều, rồi gắp ra đĩa đã lót sẵn giấy thấm dầu. Mít sau khi chiên có màu vàng đẹp, bên ngoài là lớp vỏ giòn béo, bên trong là vị thơm ngọt hấp dẫn đặc trưng của mít. Hãy cùng vào bếp ngay để thực hiện món ăn vặt hấp dẫn cho gia đình mình nhé. Chúc các bạn thành công. Đây là kênh YouTube Mộc Miên, nơi thường xuyên chia sẻ cách làm handmade và những món ăn ngon dễ làm tại nhà. Hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.